thấp bằng cái này bao lâu rồi? 25 năm trước rồi. Để đến bị phẫu thuật là chỉ có vào bệnh viện cách đi thôi. Cắt xong thì mình có thể nó sẽ xẹp rất nhiều. Với lại, với kích thước thì mình thấy nó to, nó to. Để nó thêm hai nó to rồi. Thế bây giờ có người nữa không? Có bao nhiêu? Nữa ở cái vùng mà nó phát triển là chính, còn cái vùng kia đấy ít đúng không? Nhất là cái chỉ định phẫu thuật điều trị sẹo lồi, nó là một chỉ định rất là hẹp. Giảm nguy cơ tái phát với sẹo lồi. Và với một cái sẹo lồi to như thế này thì nó có rất nhiều phương pháp để điều trị. Ví dụ mình có thể dùng xạ trị như mình nói, xạ trị tức là dùng tia xạ như trong điều trị ung thư. Hai là mình dùng áp nitơ lạnh, tức là dùng cái nitơ lạnh âm 196 độ C áp vào để cho nó hoại tử sẹo. Ba là mình có thể dùng các sản phẩm tiêm. Bốn là mình có thể dùng công nghệ cao, ví dụ công nghệ laser chẳng hạn, công nghệ laser điện mạch máu. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái đai trị liệu, tức là sử dụng rất là nhiều trong đó đóng vai trò chủ yếu là cái laser. Laser là chính để mình xử lý mạch máu, mình xử lý sẹo lồi này để là cái phần tử chất xơ đi cho nó giảm cái kích thước xuống. Và thông thường nếu mà điều trị nó đã không tốt thì nó phải khoảng 80% trở lên. Đấy, và sau này của mình cái cảm giác ngứa ngay khó chịu thì sẽ giảm đi rất là nhiều. Vì sao mình biết phòng khám ở đây vậy? Kiêng những cái đồ ăn nào mình ăn vào bụng cũng rất là kiêng.
30 năm mình tuổi trẻ. Mấy tuổi mà. 30 năm như thế này. Nhưng mà lại biết trông tôi là siêu. Sao như vậy là mắt nhắm mắt vả. Mắt nhắm mắt vả cái gì? Ok, yeah. Rồi.